hướng dẫn mọi người là hoàn toàn là vẽ bằng màu và nước hết. Khi mà vẽ xong hết rồi mọi người đi lấy kem và mọi người cũng lên thì nó có một cái lằn, có một cái rãnh ở đây, mình vẽ cái rãnh vô rồi bên mình tạo như thế.